Xin kính chào các bác. Trước mắt các bác đây là một chiếc đồng hồ Odo. Và đây là một chiếc Odo chơi hai bản nhạc Sonodo và bản Westminster nhập Pháp. Và đây cũng là một trong những chiếc chơi hai bản nhạc mà có rất là nhiều bác săn đón và sưu tầm cái chiếc Sonodo này. Một trong những cái bản nhạc rất là hay ở trên đồng hồ Odo mà chỉ Odo mới có thôi. Ở đây thì các bác có thể thấy ngay rằng là cái vỏ thùng của nó có thiết kế rất là đẹp. Vỏ thùng cực kỳ đẹp các bác nhé. Và hai bên chạm trổ chùm, chạm trổ chìm vào trong cái phần mặt gỗ này. Đó. Mặt bát giác nằm, nền vàng, có chuyện logo Odo ở đây. Và ta có cái chữ Made in Fancy ở dưới này. Viền này là viền màu vàng luôn các bác nhé. Kính phía dưới là một cái kính oval. Và cũng vẽ thêm rất là nhiều cái họa tiết trang trí. Và phía sau là quả lắc còn rất là sáng đang chạy. Em quay xa ở khoảng cách 1 mét để các bác có thể nhìn thấy. Đây. Rất đẹp. Nhìn rất là ăn nhập và hài hòa. Hai bên vách thùng còn rất là nhẵn. Như thế này. Rất đẹp các bác. Tổng quan thì em đánh giá đây là một chiếc còn rất đẹp. Em tiến hành mở bên trong nhé. Đây, mở chốt này ra này. Thùng bên trong cũng rất đẹp các bác nhé. Còn đầy đủ tất cả các phụ kiện luôn. Ví dụ như là các cái chốt bắt chống trơn trượt tường này. Ốc bắt đế ngồi này. Đó, kể cả cái chân chống máy ở đây vẫn còn. Đây nhá, ta nhìn thấy ngay ở đây là cái mác ghi chữ hai bản nhạc này. Đây là gạt sang đây là chuyển bài. Đó. Ngoài ra thì ta còn có thêm cái cần gạt chuyển khóa nhạc lại khi mà ta không muốn nó chơi nhạc. Đây là một chiếc máy hoa dâu ba vách các bác nhá. Odo hoa dâu ba vách. 6 côn, 10 búa. Củ gông này là củ gông 121 các bác nhá. Nhìn kỹ là có thấy 121 đấy ạ. Đây, côn thép này. Chơi hai bản West và Sonodo. Tất cả các đầu búa còn rất đẹp các bác nhìn. Đây là một trong những chiếc máy và máy nó còn phải đến 90%, em đánh giá là còn 90%. Đây. Máy vàng ươm luôn. Đây. Cực đẹp luôn nhá. Test chuông để các bác nghe. Tám tiếng chuông thông báo. Bây giờ em sẽ chuyển sang bản Westminster, bản nhạc truyền thống này. Các bác gạt như thế này nhé. Đó. Thank you.
Vừa rồi là 9 giờ điểm 9 tiếng chuông thông báo. Các bác lưu ý là khi mà ta mở cánh cửa này ra ấy, thì cố gắng là đóng lại, thì ta cài tất cả các cái chốt này lại để bụi tránh vào trong phần máy, và máy như thế nó sẽ bền, có thể bền đấy 2 đến 300 năm nữa mà không có vấn đề gì. Đó. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.